Các con đừng nghĩ rằng một cái người mà viết văn hay, làm giỏi, làm luận giỏi là tu được, không phải. Ở đây thầy đưa ra một cái bài mà mấy con chỉ cần mấy con hiểu, mấy con ghi vào đó. Thầy không cần mấy con viết văn hay đâu, viết tập văn phạm gì cũng được hết, chỉ nói là ý của mấy con mà nói trúng thì thầy đã chấp nhận cho đọc, chứ không phải là viết một bài văn mà kêu là bướm bay rồi trong đó hay ho rồi thì mới cho đậu. Không phải, ở đây không phải học văn chương, ở đây học xã tâm, nói sao mà có những cái điều kiện mà thầy thấy rằng đây là cái người xã tâm được thì thầy cho lên lớp, thầy cho đậu, chứ không phải là đây học văn chương mà viết văn cũng như thơ cũng như là quyển du như vậy đoàn thị điểm mà mới cho đậu thì điều này không bao giờ có cái điều đó đâu. Thầy dặn trước này, ở đây chỉ cần mấy con viết nói, nó không cần cái câu văn mấy con hay, không cần cái câu văn mấy con giỏi mạch lạc như thế nào, nhưng mấy con diễn tả được cái ý của mấy con muốn nói cái gì đó thì là mấy con đã tả được. Thầy cho đậu, thầy không cần văn chương mà thầy cần nói đúng. Cho nên nhiều khi mấy con viết thơ cho thầy, thầy thấy nói về văn thì chắc chắn là cái bức thơ của mấy con viết thì chắc là học về văn thì kể như coi như là bức thơ đó, thì thầy nói phải xuống lớp 1 học tới lại ABC, chứ cái kiểu này thì viết như vậy thì đọc mệt, vì mà lung tung viết như vậy thì lung tung như vậy. Nhưng mà trong cái ý của cái người đó muốn viết, thầy biết người ta nói cái gì chứ. Cho nên thầy không cần cái văn hay đâu, mà thì cần cái mà nói để mà rõ ràng áp dụng được cái tâm của mình, thì điều đó là điều thầy chẳng đạo. Thầy dặn trước, cho nên có nhiều người nó con văn chương con dở quá, con viết không được thì chắc chắn là con phải rớt. Không, mấy con rớt rồi, nhưng con đừng có nghĩ, nếu con chỉ cần viết hai chữ ba chữ mà thầy đã thấy được cái ý tạ tâm của mấy con ở trong cái chỗ hiểu biết của mình, là thầy chẳng cho mấy con đạo để mấy con lên rớt mấy con tu tập. Thì thầy dặn trước chứ đừng có tự ti mặc cảm mình đấy. Hồi nào bây giờ con có học văn chương đâu, mới có học lớp 1, lớp 2, lớp 3, bây giờ cầm cái viết mà viết cái kiểu này chắc thầy cho con rớt, không phải không có. Mấy con đừng nghĩ gì đó. Mấy con như vậy là mấy con đã hiểu rồi. Cho nên vì vậy mà sắp tới đây thầy sẽ bỏ cái thời, mặc dù là thời gian của thầy đang nỗ lực viết những cái bộ sách đạo đức, nhưng mà thầy phải dành ra cho mấy con. Có gì không? Có gì chứ? Không rõ. Thầy phải dành ra cho mấy con để kiểm tra, cho mấy con tập lớp, cho mấy con tu tập, để bắt đầu năm nay mấy con tu tập sẽ có nhiều kết quả, nhiều kết quả. Sinh hoạt chung ở trong cái tăng đoàn thì mấy con sẽ sinh hoạt chung, nhưng mà khi mà tập lớp rồi thì lớp nào phải tu tập. Cho nên vì vậy mà mỗi một cái lớp mà thầy sắp xếp lớp rồi đó, thì thầy coi một cái người nào mà có thể có khả năng điều khiển được cái lớp đó, thầy đưa về để trợ thầy trong khi mà thầy không có hiện diện mà hướng dẫn ấy. Mà khi mà thầy hướng dẫn cho mấy con cách thức mà tu tập trong một ngày hai ngày cho nó nhuần nhuyễn rồi, thì bắt đầu thầy giao lại cho một cái gì thầy có cái tu tập đúng, họ sẽ theo dõi mấy con giúp thầy. Cho nên bây giờ thì mấy con nghĩ thầy sẽ về để mà còn lo công việc khác nữa, nghĩa là bây giờ sách vở của thầy bỏ rồi kia chưa photo những cái bài, những cái bức thư mà thầy trả lời những câu hỏi của mấy con á, thì thầy đã photo ra một số thầy đưa của gửi cho mấy con, thì mấy con sẽ đọc những cái điều kiện đó để sau khi mấy con làm bài đáp án, phân đoạn đáp án, giải trình án để cho nó không sai đó, thì có những cái gì mà cần mà chưa hiểu thì mấy con cứ viết thư hỏi thầy, thầy sẽ lần lượt thầy sẽ gợi ý và giúp cho mấy con hiểu cho rõ cách thức để mấy con làm đúng con sai. Chỉ có hỏi, nhờ hỏi mà thầy mới dạy, còn không hỏi thầy biết mấy con hiểu chỗ nào đâu mà dạy, không hiểu. Cho nên những cái bức tâm, những bức thư mà mấy con hỏi điều đó, mấy con hỏi có nhiều cái mình hiểu như vậy nó sai thì thầy phải chỉnh nó để cho mấy con hiểu đúng lại, và hiểu đúng thì mấy con mới biết cách thức làm, chứ nó đâu phải đơn giản. Mấy con phân đoạn là cảm vấn đề khó rồi, mà bây giờ đáp án còn khó hơn. Đây gạch bao nhiêu cái đích của mà không biết nó là cái đạo đức gì đây, trời đất ơi, ngồi đây mà mò hoài nhưng không ra, mà nó nằm nó úp nó ẩn ở trong đó mà không thấy nó ra, thì như vậy là bây giờ mình rối đầu này không biết.
Thì như vậy mới hỏi, bây giờ nhận ra như vậy thì biết nó cái đạo đức gì, xin thầy dạy con để con nhận ra cho được cái dạng đạo đức của nó, để mà con nói cho đúng, để khi mà giải trình án không sai. Bởi vì đáp án đúng là giải trình án không sai, vì nó là cái đề tài, đề bài để cho mình làm một cái bài luận sau này nói những cái giải trình án. Các con hiểu chưa? Cho nên mấy con hỏi là rồi cách thức mà xả tâm, mấy con cũng hỏi chứ mấy con không hỏi không biết đâu mà xả. Rồi thầy ra đâu. Thôi bây giờ thầy xin chào mấy con, thầy ra công việc nữa. Chúng con cảm ơn thầy rất nhiều. Xin chào mấy con. Năm mới chúng con xin chúc thầy mạnh khỏe. Không cần, mà giờ không chúc thầy cũng phải mạnh khỏe. Nếu không mạnh khỏe là thầy bỏ thì đi. Thôi rồi thầy chào mấy con.